Hello, xin chào tất cả anh em trên kênh nhé. Vào một buổi trưa, mình tranh thủ để đi thăm hơn chục cái bẫy của mình ngay ở bên trên này. Mình có đặt được 2 ngày rồi nha anh em nhé. Và hôm qua thì cũng có một chút mưa phùn, không biết là có vào gà rừng, gà giếc gì không. Thì hôm trước mình có đặt thì mình có thấy cái dấu vết gà rừng bẫy khá là nhiều. Mình vậy là mình chỉ hy vọng là sẽ dính gà rừng thôi, còn là cáo mèo gà lôi gì thì mình cũng chưa biết chắc chắn được. Và trước tiên là mình chỉ mong gà lôi thôi nhé. Và giờ mình sẽ đưa anh em cùng mình để lên thăm hơn chục cái bẫy của mình thôi, cái một số cái bẫy dây và một số cái bẫy cạm kiêng, thì không biết là kết quả nó sẽ như thế nào thì mình sẽ lên nhé. Cái đồi thông này nhưng mà chưa khai thác anh em ạ, chưa cạo nhựa. Vì vậy là gà rừng nó vẫn xuống để kiếm ăn. Mình đã lên gần đến nha anh em nhé, chuẩn bị đến những cái bẫy đầu tiên. Cái bẫy đầu tiên vẫn nằm nguyên nha anh em nhé, không bật nhé. Cái bẫy thứ hai dính là một em chim anh em ạ. Đây, cái bẫy thứ hai dính một con chim nhá. Có ong về ăn rất nhiều anh em ạ, ong vàng nhé. Và giờ mình sẽ gỡ và gài lại và mình đi thăm tiếp. Mình đã gài xong nhé và mình tiếp tục đi thăm những cái bầy còn lại. Đây một cái nha anh em nhé. Đây một cái nhưng cũng không bắt được. Đây, tiếp tục một cái nhé. Có rất là nhiều chim rừng kêu nha anh em nhé. Đây, trước mặt mình là cái bẫy dây. Không biết là quả này con gì ăn này. Chắc là sóc xiếc anh em ạ. Cái bẫy dây cũng không bật nhé.
đầu bên dưới kia có một cái bẫy dây cũng không bật này. Phía bên dưới kia cũng một cái bẫy dây nhá. Cũng móm. Không bật anh em ạ. Trượt hàng rồi anh em ạ. Không biết dính em gì nhưng mà bị trượt rồi anh em ơi. Vậy là dính một em sóc nhưng mà bị nó cắn đứt chân đi rồi anh em ạ. Đây còn được mỗi cái bàn chân nhá. Bị sẩy rồi anh em ạ. Rất là tiếc luôn. Vậy là đã bị sổng một con sóc nha anh em nhé. Còn được mỗi cái bàn chân thôi anh em ạ. Đây. Hôm qua mình về là được rồi nhưng mà mình lại bận không về được. Rất là tiếc. Thôi và giờ mình sẽ gài lại và mình lên phía trên kia để thăm tiếp. 1, 2, 3 cái bẫy nữa là hết cái khu bẫy này nhá anh em nhá. Cái khu bẫy này mình chỉ đặt được hơn chục cái thôi. Mình đã gài xong nhá. Và mình tiếp tục di chuyển lên phía bên trên để thăm 1, 2 cái bẫy nữa là hết bẫy nhá. Mình sẽ phải tăng cường thêm những cái bẫy dây ở cái khu vực này này. Còn rất là trống, rất là nhiều. Chưa đủ dày đặc. Nếu mà nó có lướt về thì khả năng trượt cũng còn rất là cao nha anh em nhé. Vì vậy là mình sẽ phải tăng cường thêm. Cái bẫy của mình bật rồi hay sao anh em ạ? Bật rồi. Ui, dính em chuột anh em ạ. Dính em chuột rất là to. Chuột rừng, chuẩn chuột rừng nha anh em nhé. Đây. Chuột rừng rất là khủng con này. Phải 4-5 lạng. Rất là béo bự nhá. Ui giời. Mình cứ tưởng là nhìn từ xa mình cứ tưởng là con bạc má nhưng mà không phải anh em ạ. Lại là con chuột rừng. Nhìn rất là khủng luôn này anh em. Chuột khủng chà bã. Nửa cân. Mình sẽ thả cho nó đi nhá anh em nhá. Mình không ăn chuột. Này, mình để nó đi.
con chuột này giống con nhím rồi anh em ạ. Nó còn không chịu đi ấy. Thôi mình kệ nó đi thôi. Đây này, mình đặt cái bẫy ở đây là cái chú ý của mình là trước có con cá mèo về nó ỉa ở đây nha anh em nhé. Đây, đây là phân cá mèo nhưng mà nó hơi cũ rồi, nhưng mà sẽ có một thời gian nào đó lâu thì là nó sẽ quay trở lại đây một lần. Vì vậy là mình đã đặt ngay cái bẫy đây này anh em này. Đây nhá. Thì là khả năng nó quay về cũng sẽ là thời gian cũng phải tầm nửa tháng hoặc là một tháng thì nó mới quay lại một lần. Vì vậy là mình cứ đón ở đây thôi, còn chưa biết là lúc nào nó về thì lúc đấy rồi mình tính sau nhá. Mình giờ mình sẽ gài lại và mình đi thăm hai cái bẫy cuối cùng nữa, một cái bẫy dây và một cái bẫy cạm cuối cùng nữa là kết thúc chuyến thăm bẫy của mình nhé. Vậy là mình đã gài xong nhé và mình sẽ quay xuống bên dưới để thăm hai cái bẫy cuối cùng nữa thôi là sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình. Tiếp tục cái bẫy bị bật nha anh em nhé. Lại dính một em chim anh em ạ. Vậy là lại dính một em chim. Em này bị ong ăn gần hết rồi anh em ạ. Bị ong ăn gần hết rồi. Vậy là còn một cái bẫy dây nữa thôi là sẽ kết thúc chuyến thăm bẫy của mình rồi. Kết quả thì cũng bẫy sập liên tục nhưng mà không được em gì to, toàn chuột với chim. Sóc thì lại bị sổng anh em ạ. Thôi và giờ mình sẽ cài lại bẫy nhé. Vậy là mình đã gài xong nhé. Mình sẽ di chuyển tiếp xuống phần bên dưới để thăm cái bẫy dây. Dây cuối cùng nhé. Đến cái bẫy dây cuối cùng nha anh em nhé. Vậy là cái bẫy dây ngay trước mặt rồi, cũng không bật rồi anh em ạ. Vậy là kết quả chuyến thăm bẫy của mình. Cái bẫy dây đây nha anh em nhé. Hôm trước thì có dấu vết của gà rừng bởi rất là nhiều luôn. Vì vậy là mình mới đặt cái bẫy ngay ở đây này. Đây, gà rừng bởi đây nha anh em nhé. Nó bởi dọc theo cái tuyến này này. Bởi khá là nhiều luôn. Vì vậy là mình mới đặt một cái bẫy ngay ở đây. Chắc là ngày mai ngày kia trời mưa thì là nó sẽ quay trở lại và hy vọng là sẽ bắt được em nó thôi. Và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây và đi về thôi nha anh em nhé. Kết quả cũng chỉ là được hai em chim, một em chuột khá là khủng và sổng một con sóc nhá.
xong con sóc đất chỉ được mỗi cái bàn chân thôi anh em ạ, cũng khá là tiếc thôi. Và giờ mình sẽ kết thúc video ở đây, hẹn gặp anh em trong những cái video tiếp theo. Anh em xem thấy hay thì nhớ đăng ký ủng hộ mình để có thêm động lực đi rừng và làm nhiều video hay hơn. Chào.